vào nhé. Ngón tay là cái lực hàm răng và lồng ngực. Thứ hai là cánh tay thẳng. Bây giờ dùng lực của người để ấn trên không được nhé, không được cong tay ở đây. Ngoài ra khi mà trẻ nó sinh ra trong những tình huống trẻ sơ đây là chứng tình, chứ còn nếu mà cháu mà bị sặc thì rất là bất toàn. Và trước tiên mình sẽ phải chấn an, mình phải làm thế nào đó để trẻ nó yên tâm với thả lỏng cơ thể. Thì riêng thả lỏng cơ thể sẽ làm giảm bớt mức độ khó khăn của thanh quản. Nhất là sao không? Tại các bạn đều lo lắng là tại sao có ra không làm được cho trẻ có mười ghế này. Đây là cảm giác nó không mất sức không? Nó không mất sức đúng không em? Em vẫn vẫn